Nhìn nào, tôi thấy nó bệnh. Ủa, bên kia đấy. Nào được, tôi ăn cho này em thôi. Con ăn nó gì? Nó kiểu nó đói đói nhưng mà mẹ ăn ấy. Con bên trước ấy nó phải tí nữa là đói đói thì mẹ ra mẹ bóc rồi cho nó ăn. Nên nó không ăn đâu. Để phải bú uống sữa sao mới ăn. Mít bù tí hả? Mấy bể nó không nó sờ nó không ăn. Hả? Nó sờ nó không ăn mấy bể nó mới ăn. Đấy. Đố mít gọi được nào? Đố mít gọi được nào? Có đu nữa? Gì nữa? Bé tứ của nhà em tính. Mua ngào đó ăn chưa ăn cơm luôn. Ngan á. Ngào. Nấu canh gì vậy còn dừa, nấu canh chua ấy, nó ăn dừa mà hôm qua tao ăn. Cháu cho tay lên là nó xuống. Ngồi vào. Nó chơi một tí ấy, nó chạy sang mít đấy, như lúc ở nãy trên tấm nào. Nó chơi với mít này nó giỡn với cháu. Giỡn thì giỡn cái gì? Đấy, đấy, biết phải đón nó chứ. Nó chạy xong biết mới phải đón nó chứ, đấy. Con đấy là chả nó bú tay như những con khác con tay tay muốn bú, con đấy là chả bú. Con kia bú không bỏ được. Con đấy nó không cho cơ. Nó vẫn nó là ngừa cái gì nó vẫn gầm. Cho nó sexy nha. Thử cho nó lên cây bưởi cho nó theo dõi. Cứ chơi với nó đi, cứ đừng chơi với nó bình thường như mọi khi mà khi sấn sổ thế mất. Nên mới quen ngày rồi. Cái này toàn thở không ạ. Giờ mà cho nó xem thịt tí thì nó.